Mọi người ơi, lại là Song Thi TV đây. Chúc mọi người một ngày có nhiều niềm vui. Xin chào mọi người đến với Song Thi TV. Hôm nay mình sẽ nói về nha đam, đường phèn và đậu xanh. Trước tiên thì mình phải nói về nha đam. Nha đam có những tác dụng như sau: giúp kháng khuẩn, giúp chữa trị bệnh đau dạ dày, giúp giảm cân, chữa những vết bỏng, làm lành vết thương, chữa bệnh xơ gan cổ trướng, chữa cao huyết áp và tiểu đường. Còn đối với da mặt thì chăm sóc da mặt, trị bệnh ngồi da, chống lão hóa, giảm mụn trứng cá, làm trắng da. Còn đối với tóc thì giúp thúc đẩy mọc tóc nhanh chóng, ngăn ngừa gầu, nuôi dưỡng tóc an toàn. Còn về đậu xanh, có vị ngọt, hơi tanh, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ phiền nhiệt, ích khí lực, điều hòa ngũ tạng, giảm đau sưng. Tác dụng của đậu xanh có thể trị cảm sốt vào mùa hè, trúng nắng, tiêu khát, đái tháo đường, đi tiểu khó, đau bụng do nhiệt, bụng nóng cồn cào, buồn phiền khó chịu, nhức đầu, phụ nữ có thai bị nôn ọe. Tuy nhiên, đối với người già và trẻ em không nên ăn nhiều đậu xanh vì trong đậu xanh có chứa một số hàm lượng dinh dưỡng cao hơn là thịt gà, nên trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Hơn nữa, đậu xanh thuộc loại thức ăn lạnh, nếu ăn nhiều đậu xanh khi còn bệnh thì sẽ bị tái phát. Nói tới đường phèn có hương vị dịu ngọt, thơm mát, nên thường được sử dụng như các loại gia vị để chế biến các món ăn, làm bánh, nấu chè, các loại thức uống. Trong cuộc sống hàng ngày của con người, ngoài ra đường phèn có tác dụng hỗ trợ điều trị một số loại bệnh và rất tốt cho sức khỏe của con người. Một số công dụng của đường phèn là làm gia vị để nấu ăn, giải nhiệt và thanh mát cơ thể, ngăn ngừa cơn ho và trị viêm họng hiệu quả, bổ thận sinh tinh. Chè đậu xanh nha đam đường phèn là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn vào những ngày hè oi bức. Chè đậu xanh nha đam đường phèn mang vị thanh ngọt, mát lành cùng sự kết hợp hài hòa giữa cái sần sật của nha đam và vị bùi bùi của đậu xanh khiến ai cũng yêu thích, trong đó có mình. Nha đam rất là dễ trồng mọi người ơi, nhà mình trồng hai loại khác nhau. Mình chỉ trồng trong chậu, nếu mình trồng ở ngoài thì nó nhảy rất là nhiều luôn. Lâu lâu mình mới sử dụng, do đó hôm nay mình đi hái nha đam ở ngoài vườn đây mọi người. Còn về đậu xanh thì mình mua ở siêu thị, mình lấy 100g đậu xanh, mình vo rồi mình bắt lên nồi, mình nấu cho nó nhuyễn đậu xanh đi. Rồi trong thời gian nấu đậu xanh thì mình chuẩn bị cắt nha đam. Khi đậu xanh chín thì nha đam cũng vừa xong luôn. Mọi người vo máy nước đi để cho nó bớt đi cái bụi bặm ở trong đậu xanh đi đó, rồi bắt đầu mình mới đổ nước vô mình nấu nha. Nấu nước ít hay nhiều thì tùy khẩu vị của mọi người, tùy cái liều lượng của mọi người. Mình thì nấu nước hơi bị nhiều, mình thích uống nước hơn là thích ăn đậu xanh, do đó là mình nấu nước hơi bị nhiều. Bây giờ mình bỏ vô cái nồi áp suất mình nấu, mình bật chế độ 15 phút. Trong vòng 15 phút thì nó sẽ chín. Còn bây giờ là nha đam mình đang đi sơ chế. Nha đam nó không có được to lắm, nhưng mà mọi người cứ cắt đi. Tại vì mình có bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu, do đó là mình đang đi sơ chế nha đam. Mọi người cắt cái cùi, cái này là cái mũ nó ra vàng vàng, nó có thể bị đắng cái gì đó mình không biết, nhưng mà mình cắt mình bỏ hết cái các cái mũ của nha đam, cái đầu đi, cái cùi đưa trước đi, rồi bắt đầu mình mới cắt miếng miếng theo ý của mình. Tại vì nha đam nó lớn quá thì mình sẽ dễ bị trơn trượt và không có cầm được để khi mình gọt vỏ. Do đó mình gọt thì mình thường thường bỏ nha đam với cái vòi nước ấy, để nó bớt cái độ nhớt của nó đi đó. Mình gọt hai bên cái gai đi trước nha mọi người. Hai bên cái gai trước xong rồi thì bắt đầu mình gọt hai bên cái hông của nó, cái vỏ của nó. Mọi người nhớ gọt cho kỹ, chứ mình sợ còn cái màu xanh thì nó sẽ có cái độ đắng của cái vị đắng của cái vỏ đó. Mọi người nhớ gọt cho kỹ nha. Mình thì cứ gọt thủ công lâu lắm, nhưng mà mình cũng thích làm như vậy, lâu cũng không sao nữa. Tại vì mình làm mình ăn mà, đâu có buôn bán gì đâu mà làm cho nó nhanh. Mình cứ từ từ, việc của mình làm đúng không mọi người. Do đó mình cứ cắt như thế này. Cái này là thành phẩm của mình mới cắt xong nè. Đó, mình cắt rồi bắt đầu mình cắt hạt lựu, hay là mình cắt lớn nhỏ thì tùy theo cái sở thích của mọi người.
thì mình cứ cắt như thế, mà mình cắt cũng hơi bị lâu thiệt. Bây giờ mình cứ một cái miếng da đam dài đó thì mình cắt khoảng mấy khúc để mình làm cho mình không có cầm dài được, dài nó tuột không có theo ý của mình không có điều khiển được cái da đam vì nó có cái độ nhớt gì quá. Rồi mình cắt ra làm đôi như vậy, rồi bắt đầu thì mình mới gọt cái vỏ đi nè. Rồi bắt đầu mình gọt cái vỏ, mình sơ chế như thế. Mình làm cũng hơi bị lâu đó. Đậu xanh chín rồi mà da đam vẫn chưa xong luôn. Rồi mọi người cứ làm theo ý của mình đi. Mình thì cứ từ từ như thế thôi mọi người ạ. Mình thì thích ăn nha đam thật, nhưng mà nó có cái nhớt nhớt kỳ lắm, mình không có thích cái nhớt, vậy đó mình rửa với nước rất là kỹ luôn. Nhiều lúc cho nó hết độ nhớt mà mọi người nói không hết độ nhớt thì hết chất rồi, nhưng mà mình cũng không thích, không biết tại sao luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình là cắt khúc hết tất cả các loại nha đam luôn. Rồi bây giờ cái này là thành phẩm của mình vừa cắt xong này, cái này là vỏ của nha đam. Trước khi mọi người cắt á, thì mọi người nhớ lấy một miếng chanh, bỏ vô nước, mình có khi là bỏ muối mà hôm nay mình không bỏ muối. Rồi bắt đầu mình thành phẩm của mình đây, mình cắt chanh bỏ vô rồi bây giờ đó, một thành phẩm của mình cắt xong thạt lựu nhỏ nhỏ theo ý của mình. Mình rửa với rồi nước, tại vì nó nhớt kỳ lắm, mình không hiểu tại sao mình không có ăn nhớt được. Mình ăn nhớt là mình nghĩ tầm bậy kỳ lắm, do đó mình nói giống như là nước mũi á, do đó là mình phải rửa sạch mình mới ăn được, nó hết cái chất nhớt luôn. Nhiều lúc đúng là thật sự là hết cái chất nhớt thì hết cái dinh dưỡng rồi, nhưng mà không rửa thì không được. Mỗi người ăn mỗi ý khác nhau thì mọi người cứ làm theo ý của mình nha. Đậu xanh của mình thì nấu chín xong rồi. Bây giờ mình bỏ một miếng lá dứa, tại vì nhà mình có lá dứa, bỏ vào cho nó thơm. Bỏ lá dứa vào nấu. Rồi mình bỏ lá dứa, mình bỏ thêm một chút nha đam mình đã cắt xong rồi đó. Mình bỏ nha đam rồi mình nấu chung. Nấu khoảng một chút xíu nữa thôi. Mọi người nhớ vớt cái bọt ra nha. Nấu một chút xíu nữa thì sẽ... mình nhớ rồi, mình bỏ thêm một chút xíu muối cho nó có vị mặn mặn ngọt ngọt nha mọi người. Mình thì mình dùng đường phèn. Đường phèn này thì mình mua ở siêu thị Việt Nam, nó đều là rock sugar. Cái này là đường phèn. Mình mua cái loại này mình bỏ ít lắm, bỏ một cái cục chút xíu thôi, tại vì mình cũng không có ăn ngọt lắm. Bỏ một cục bỏ vô thôi, như vậy là xong. Nhiều lúc nhiều người không ăn đường phèn cũng được, nó càng thanh mát nữa. Và bây giờ là hai mẹ con mình thưởng thức đậu xanh nha đam đường phèn đây mọi người ơi. Cái này chỉ một mình mẹ ăn thôi, con của mình ăn có 1-2 muỗng nó không ăn nữa. Ăn rất là mát luôn. Đây là mọi người cứ thử đi. Nói chung là cái nào ăn mát, ăn bổ mà ăn giải quyết được nhiều thứ cho cơ thể của mình, giải nhiệt cho mùa hè, thì tại sao mọi người không thử. Mọi người hãy thử đi. Ở Việt Nam thì nha đam rất là dễ luôn rồi, mà cây là bự luôn đúng không? Còn ở bên này cái gì cũng hàng hiếm hết đó, cái gì cũng phải khó khăn, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà muốn lăn vào bếp thì phải trồng những cái loại cây. Nếu mà không có thì đi siêu thị mua thì nó cũng hơi xa và nó không có được rẻ như ở Việt Nam. Ở Việt Nam rất là tiện lợi nhiều thứ luôn. Do đó mọi người mùa hè này mọi người cứ tranh thủ đi, làm cho gia đình mình giải nhiệt. Rất là dễ nấu luôn đúng không mọi người, và nhiều tác dụng nữa. Nha đam cũng có tác dụng nè, đậu xanh cũng có tác dụng tốt nè, đường phèn nữa. Do đó mọi người hãy nấu đi. Em chúc mọi người thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo.